Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Vào ngày 11 tháng 9 mình có một cái video hướng dẫn bạn mua rau sale tôi cần có kiểu là ARN đây các bạn. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bán nha các bạn. Thì để bán được thì các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản trên sàn Container hoặc là Container các bạn hiện tại nó cho chay các bạn, còn sàn Bobit thì nó sẽ đang cho nạp chứ cho chưa mở lên chay nha các bạn. Rồi sau đó các bạn đăng ký tài khoản trên Container xong thì bạn mở ra các bạn. Đây là cái sàn cỏ thôi các bạn. Rồi để bán được thì bạn bấm vào một ngăn quỹ này các bạn. Các bạn nạp cho các bạn. Các bạn gọi từ khóa là ARN nè các bạn. Rồi sau đó các bạn sao chép địa chỉ này nè các bạn. Các bạn gỡ vào đúng địa chỉ này nè các bạn. Thì các bạn nạp xong cứ khoảng 5 phút thì nó sẽ lên sàn nha các bạn. Chị bullshit. Rồi, sau khi các bạn nạp lên sàn xong thì mình hướng dẫn bạn xây nha các bạn. Thì bạn bấm vào một giao dịch này các bạn. Một trang chủ chứ, các bạn gõ từ khóa là ARN các bạn, nó cho chạy qua cặp USDT này các bạn. Thì vào ngày 14 tháng nó list sàn trên Container này với giá là thời điểm cao nhất là 0.001 các bạn. Vào thời điểm đó mình xả cũng chưa kịp nữa bạn. Bận quá nên mình nó sập rồi các bạn. Sập xuống sau này nó sập xuống còn 0.03 các bạn. Hiện tại nó đã lên là 0.00081 rồi các bạn. Thì dưới giá mình vô phần giao dịch các bạn. Dưới giá bán mà tất cả các bạn mua cao sale là 50.000 các bạn. Mình bán giá nào ta? Cái này kìa. 0.82 đi. Rồi dưới giá là các bạn mua 50.000 nè. Thì được khoảng 41 đô các bạn. Thì trước kia mình mua cao sale khoảng 40 đô. Thì mình khuyên mình làm cái video này hướng dẫn các bạn là chủ yếu là các bạn cứ treo được bạn treo lên chứ 0.9 đi các bạn. Số lượng 50.000 này các bạn. Rồi, các bạn cũng là được 4 5 đô nha các bạn. Nếu mà nó khớp lệnh con token này nó bay lên nữa. Sáng mình ra thì nó là 0.0009 các bạn, hiện tại nó sập rồi. Nếu mà với giá này thì mình chắc mình lỗ. Cũng không lỗ gì. 81 số lượng 550.000. Mình quỳ vốn mà không thể ít hai nổi ta. Rồi bạn nào muốn bán thì nhập giá số lượng rồi bạn bấm bán các bạn, còn hoặc là bạn nào muốn giữ đó thì giữ nha các bạn. Thì hiện tại thông tin của gián này nó đang list sàn Bubit nè các bạn, và sắp tới nó sẽ list rất là nhiều sàn, nhưng mà mình thấy tổng cung của này khá cao quá nên các bạn giữ cũng giữ lâu không an toàn các bạn. Trong thị trường hâu coi thì các bạn có thể ít 0.5 hoặc là ít 1.2 gì các bạn xả ra nè các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vào một bán ra thì nó sẽ về mình treo luôn đi các bạn. Treo 0.09 đi. Treo mắt 100% luôn đi. Rồi mình bán ra đây các bạn. Sau khi các bạn đặt lệnh, nếu mà các bạn nào mua khớp định xong thì nó sẽ về số dư của tất cả bạn. Các bạn qua một quýt giao các bạn rút vàng các bạn. Các bạn bấm đuôi gúp các bạn. Rồi các bạn chọn ARN nè các bạn đi. Ủa sorry các bạn, nó sẽ về UDT chứ. Các bạn chọn UDT các bạn gúp về nha các bạn. Này thì rất là dễ rồi, nhưng mình hướng dẫn cho bạn nào không biết luôn. Rồi các bạn chọn mạng gúp về, các bạn chọn mạng bên BSMS trên BET20 nha các bạn. Rồi ở đây các bạn nhập số lượng, địa chỉ của tất cả bạn nè. Đây nhập số lượng rồi bạn bấm gúp luôn nha các bạn. Rồi vậy video mình đã thông báo cho các bạn dự án ARN đến đây cũng thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt ARN chứ. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.